bên là núi, một bên là biển. Qua đây cũng chợ vậy ta. Có hồ bơi vào dưới ta. Ushinami Long Hải. Cái này nhìn xa giống như là cái phòng thay đồ, nhưng mà thực tế nó là một bức tranh. Đây là hồ bơi, kia là biển. Khổ cái đây không có bóng mát cả nhà, siêu nắng luôn. Bên kia là núi. Đây là biển. Đây là hồ bơi. Chỉ là quán cà phê nữa kìa. Cà phê ven biển. Lên xe. Nhanh như điện. Tốc độ xe điện nhanh như điện. Giữ cái đó cho chú. Để chú cầm chú quay phim xíu đây. Con hỏi đó được rồi, ngon rồi. Ủa vô đây hết luôn hả? À, mỗi người phòng hả? Ui trời. À, lên lầu hả? Cái bếp đẹp quá hả? Ủa vậy lên lầu, lên lầu đâu ta? À. À. Bơi. Ê
thấy rồi. À, vậy là có từng phòng vậy đó hả? Nó nắng quá. À, nguyên căn biệt thự vậy hả? À, cái kia là phòng bếp sinh hoạt chung. Trời, có cái bồn tắm ngoài trời luôn trời. Ba đi chè ba. Xử đi đi. Nó làm bây giờ mình đang đi đến đèo nước ngọt các bạn ạ. Lâu lâu thì xả stress xíu, tự thưởng cho bản thân các bạn ạ. Ở đây là gần Long Hải. Bữa giờ không biết các bạn có kinh doanh đồ ok không? Chứ thị trường chứng khoán thì bữa giờ như các bạn đã biết thì nó cũng hồi phục được nhiều rồi ha. Sau những ngày làm việc vả căng thẳng thì các bạn cũng nên tự thưởng cho mình những cái chuyến du lịch như thế này, để mà sạc lại năng lượng, để mà chữa lành những vết thương. Nó không hề phí phạm tí nào các bạn. Wow, ở đây đẹp quá các bạn ơi. À, đúng là quyết định mình đi bộ ra đây là không sai. Wow, bây giờ đây là hoàng hôn luôn. Hoàng hôn luôn các bạn ơi. Nhiều người thiếu ý thức ghê các bạn, rác xả tùm lum hết nè. Ôi trời ơi, gớm thiệt. Ok, thôi tạm dừng video ở đây nha các bạn nha. Sau đây bình thường nhớ nó có một cửa cho vô đây mà ta. Bởi vì sao mấy người kia đi vô bên kia được ta? Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Wow, bờ biển đẹp quá ha.